Trời ơi, cứ bảo ở đây đi học không không tốn tiền đâu. Mỗi lần nhập học là hàng bao nhiêu gần ngàn đồng. Các bạn có cái tin tức gì vui không? Cho Lisa biết với. Tết cô về Việt Nam không? Có về Việt Nam không chị? Lisa lúc nào cũng muốn về Việt Nam nhưng mà không có tiền. Không có tiền cho nên là ngồi đây nói tiếng Việt cho đỡ nhớ Việt Nam thôi. Chứ về Việt Nam thì cũng nói chung là Lisa thì may mắn là Lisa về Việt Nam thì chả phải cho ai cả, giống như là không không phải cho cô dì chú bác, tại cô dì chú bác cũng khá giả cho nên là mình cũng không phải cho ai, chỉ gia đình mình thôi mới mua vé. Nhưng mà năm vừa rồi về 2 lần rồi các bạn ơi. Nhưng mà từ ngày Lisa đi cho đến bây giờ chưa bao giờ được về ăn Tết hết. Đã về về Tết tại Lisa dịp Tết này thì bận cho nên là thường là không về được. Sorry. Em chào chị lâu quá mới thấy chị lại. Tại vì chị cũng chẳng có cái đề tài gì đặc biệt cả. Hôm nay nóng quá ngồi nói chuyện với các em thôi. Chứ nếu mà có một cái đề tài gì đặc biệt thì mình mới nói được đúng không? Ở Việt Nam 30 độ ấy, ở bên này 42 độ. Nóng quá cơ trời ạ, hôm qua hả? Kiến đó. Các bạn có biết con kiến đó. Nó khôn lắm. Khi mà chuẩn bị bão hay là chuẩn bị nóng hay là nóng cực nóng hay thời tiết như thế nào là tự nhiên nó từ đâu ấy nó chui ra nhiều lắm. Hôm qua nó vào nhà mình nó biểu tình ở trong nhà mình. Cái mà chị nghĩ rằng nó quan trọng á, là những người hiện đang sống ở Việt Nam và chứ còn cái bọn ba que ở bên này á, nó không làm được cái gì đâu. Chúng nó làm đi làm lại, chúng nó chỉ lừa nhau thôi, lừa miếng nhau thôi. Chứ thực tế ra là Lisa sống ở bên này mấy chục năm rồi. Nên Lisa thử hỏi những cái người sống ở hải ngoại xem những người Việt Nam đã được hưởng lợi gì từ cái cộng đồng chưa? Đúng không? Có cái gì được hưởng lợi ở đó chưa? Hay là mỗi lần vác xác ra đó hay là vào một cái gì đó lại phải móc ví, móc túi ra để quyên góp. Chưa bao giờ được hưởng một cái gì nhá. Các bạn này nên nhớ là như thế. Như là Lisa đã từng nói rồi đó. Nó chỉ cần cầm một cái tờ giấy là giúp đỡ này kia các thứ, thế là người nọ người kia sĩ mà lại rút ít tiền ra lại quyên góp cho nó. Cho nên làm lãnh đạo ở đây á, cộng đồng ở đây á, cực kỳ lời. Chỉ cần mình á, thông minh lên một tí là mình biết được vài ba câu tiếng Anh là thôi rồi đấy, tiền á, muốn lúc nào cũng có hết, đó là xin xin đều á, là ai cũng cho. Hôm nọ nên sao mới đi vào cái nhà hàng thì có cái ông ấy quảng cáo thì sao là mấy hôm nữa có đại nhạc hội bên kia người ta quyên góp cho những người nghèo Việt Nam. Rồi tự nhiên mình lên cơn tam bành, mình hỏi mẹ toàn cái bọn lừa đảo ấy, quyên góp cái gì, quyên góp cho ai, quyên góp. Thế là ông bảo có thật đấy chứ không góp, không không phải là không có đâu, có cái gì quyên cho ai, toàn những lừa đảo. Mình chơi luôn. Lê giờ ông chẳng tự nhiên không biết làm sao cái phản ứng của mình ấy. Ông mới nói chứ ở bên kia mấy hôm nữa có đại nhà hội ấy sang, thì giàu có lừa đảo ấy, toàn bọn lừa đảo, đừng có đi quyên góp, bao giờ quyên góp ấy. Mình cảm thấy rằng mình muốn đi chơi, mình vui mua vé đi chơi để đi ăn,
còn đừng góp bao giờ bỏ một đồng ra cho chúng nó để mà quyên góp ấy. Như cái hồi Ly Sà mới lên đây nói chuyện thì mấy cái người biết Ly Sà đấy nói là chưa Ly Sà là giống như là cộng sản mấy này cái kia, rồi Ly Sà nói là bây giờ Úc đã kết hợp mới lại bắt tay mới lại Việt Nam để làm ăn này kia các thứ, bà ấy nói cho mình câu chứ cái gì đấy là cộng sản nó nói chứ làm gì có cái chuyện mà Úc mới lại Việt Nam làm ăn với nhau đấy. Thế bây giờ làm sao người ta làm ăn với nhau đấy thì mấy cái bà nói cái gì xả ghét thế không biết. mấy này giờ có một cái mấy hôm nay này giờ có cái đề tài là tại vì lấy rằng xem mấy cái clip đánh ghen của mấy chị vợ thì lấy giờ muốn nên nói dăm ba câu với tất cả các chị em phụ nữ nói riêng và nói chung chỉ về khi mà một người đàn bà đi đánh ghen có ai có cho Lisa cái ý kiến không? Bản thân Lisa thấy rằng một người phụ nữ một người đàn bà mà phải đi đánh ghen là thất bại rồi. Đối với Lisa nghĩ là như thế. Tại sao mình phải đi đánh ghen, mình phải sâu xé chính những cái phe của mình, giống như là mình là đàn bà mà mình đi mình băm vằm những cái người đàn bà đấy ra, tại sao mình vì một cái thằng đàn ông mà mình phải khổ sở như thế? Các bạn nghĩ xem, Lisa thấy nhiều người trời ơi cởi quần cởi áo họ ra rồi đánh rồi rồi ôi đánh dã man dễ sợ luôn. Nên sợ cảm giác sao tại sao mình lại làm được những cái chuyện đấy trong khi mà cái thằng chồng mình nó làm những cái chuyện đấy trong nó biết rõ ràng là nó có hạnh phúc nó có vợ có con mà nó còn đi với người khác thì đáng ra mình phải lôi cổ nó về để mình đập nó nếu như mình cảm thấy rằng mình còn có thể dùng được cái thằng chồng đó. Thì hướng Úc sang Việt Nam không thấy mắt mấy thằng đó mù đúng là ấy ngồi đấy giếng. Yeah, tại vì ở đây nhiều người người ta không biết tiếng Anh, xong rồi người ta không có xem tin tức, xong còn cái bọn mà nó báo không tiếng Việt ấy thì nó những cái chuyện về chính trị như thế thì nó lại không bao giờ nó bỏ lên trên, nó nói là Úc về Việt Nam rồi thế này thế kia. Xin lỗi cả là thường là cái mấy cái người ở đây ấy, người ta không biết tiếng Anh thì người ta hay bị lừa là như vậy. Thế xong rồi nó lại nói là người Việt Nam mình là bưng bít thông tin, nhưng mà thực tế chính chúng nó mới là những cái loại bưng bít thông tin đó. Tại ngày xưa Lê Sào cũng từng từng giao tiếp giống như là nói chuyện đó, tiếp xúc với lại một cái thằng nó bảo chứ nó thấy Lê Sào hay cãi lại nó cái là nó tìm cách nó kiểu như nó đẩy Lê Sào ra ngoài ngay, giống như là nó làm những cái hành động giống như là để cho mình cảm thấy mình xấu hổ hay là cái gì á, nhưng mà Lê Sào đâu có phải cái dạng người như thế đâu, mày càng chơi tao tao ta càng chơi lại mày luôn á. Ngang tầm thế dĩ nhiên rồi, nếu mà không ngang á thì mất mất Việt Nam từ lâu rồi. Thế có bọn Việt Tân là đã chết chết với nó từ lâu rồi đúng không? Nó mang cả cả lính về bên đấy mà bị tóm gọn đấy. Làm sao mà lại được? Người ta đã mở cửa cho mình vào, người ta đâu có đơn giản đâu, đúng không? Ngày xưa còn còn không làm được gì á, ngày xưa nghèo khổ lạc hậu như thế mà còn 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 không đánh nổi được nữa, huống hồ gì bây giờ đúng không? Cho nên là Lê Sà tóm gọn này một câu này này, các bạn có con có cháu hay là những cái người sống ở hải ngoại á, có con có cháu hay là có gì đấy thì mình phải nghĩ cái tương lai, mình phải nghĩ mình để cho mình có một con đường nào đó mình đi. Chứ đừng có đúng thật họ cứ nghĩ không
thông tin bên đó mà an ninh Việt Nam họ không biết, biết quá quá biết đi chứ. Lisa không phải là cái người hoạt động cái gì, Lisa cũng có thể Lisa ngồi đây Lisa nói được những cái tin tức gì ở bên này đúng không, chứ đừng nói gì á. Dĩ nhiên và đương nhiên á, người Việt Nam phải có người hoạt động ở bên này đúng không, người ta tất cả các nước đều có điệp viên đấy đúng không, nhưng người ta đâu có ngu. Các vị cứ nghĩ người ta ngu, các vị ngu bỏ mẹ ăn được, ở bên này chả biết cái gì, xong rồi cứ bịt đầu này bịt đầu kia, xong cuối cùng nó lòi ra. Phải nêu cao chính nghĩa ba quê. Nghĩa ba quê. Nếu mà người nào ở Việt Nam hoặc ở đây cũng vậy, nói rằng Việt Nam không cho nói, Việt Nam không có tự do, thì thử nghĩ xem bên này có tự do không? Đã bao nhiêu lần như giờ đã nói rồi, chúng nó đâu có để cho ai nói đâu. Hơn nữa, chống cộng sản Việt Nam nhưng mà lại ăn đồ ăn Trung Quốc từ mấy chục năm nay rồi, thì các vị nói cái gì về cái chuyện đó? Các vị hoạt động cái kiểu gì, chống cái kiểu gì, chống ai? Nha. Nên sao luôn luôn là mỗi lần nên sao lên đây nên sao cũng muốn nhấn mạnh cái điều này. Tại vì làm sao? Mình còn có gia đình mình ở sống ở Việt Nam, có thể những cái người đó không còn ai ở Việt Nam nữa. Cho nên người ta muốn cho chết đi Việt Nam này kia các thứ, sống càng khổ nó càng sướng. Hiểu không? Nó dài mồm mà nó bảo chứ ơi người mày sống sướng ở bên này sướng rồi mày không nghĩ đến người Việt Nam. Xin lỗi những cái người nói như vậy đi, bố mẹ tôi đang ở Việt Nam ấy kìa, tại sao tôi không nghĩ? Tôi nghĩ nên tôi mới phải lên đây tôi nói. Lê Sào nói thật đấy, ngày xưa tại sao Lê Sào phải đi? Thì cũng cuộc sống, vì cuộc sống cũng như những cái người ca sĩ bây giờ hiện nay người ta đi về Việt Nam. Tại sao người ta về? Cũng vì cuộc sống. Không lẽ người ta về Việt Nam để tị nạn tự do? Nói ngu cỏ mẹ. Xong mày cứ nói là chứ những người chạy chạy sang nước thứ ba là chạy cộng sản, thế bây giờ người ta về là chạy gì, chạy tự do? Chán mấy các ông các bạn. Cho nên là chúng nó lãnh đạo chúng nó chỉ lừa những cái người già thôi. Nên già nói thật, bao nhiêu lần nên già đã nói rằng nên già cảm thấy rằng nên già rất thương cho những cái người đó, người ta là nạn nhân của cái bọn vì tiền. Có thế thôi, chúng nó lừa đảo người ta. Tại sao? Lisa thì không phải sinh ra cái thời chiến tranh, nhưng mà nói một câu này, tại sao các người đi sang bên Mỹ, bên này bên kia đi khắp nơi rồi nói là cộng sản cướp cướp miền Nam rồi này kia các thứ. Thế những cái người sang đây rồi xong bắt đầu được ở bên này có vẻ sung sướng hơn là cái ở cái thời 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 còn Sài Gòn không? Đúng không? Thế rồi Mỹ nó bỏ rơi các vị. Đúng không? Nó không đánh lại mấy cộng sản nữa, nó không giúp các vị nữa, xong rồi các vị chạy sang đó, xong các vị lại thù cộng sản làm sao? Đó. Các vị không đánh được người ta, các vị này thù người ta, các vị nếu mà thực sự yêu tổ quốc các vị ở lại đi rồi các vị đánh với lại cộng sản đi thì ai nói làm gì đâu. Đây các vị chạy ngồi mát xong rồi hát yêu tổ quốc. Thông tin ở bên này thì đó, bên này á, thật sự là các bạn thấy không, đi xả lái xe ra ngoài kia các bạn thấy cả một dọc đường có ai đi bộ, chả có ai đi bộ cả. Cuộc sống ở bên này là như thế, người nào biết người đấy thôi, nhà nào biết nhà đấy thôi. Ví dụ có anh có em thì còn bảo là lâu lâu còn tụ tập với nhau, có con có cái rồi ăn uống này kia các thứ, chứ bình thường ra ai cũng phải đi làm, cuộc sống ai cũng phải đi làm về rồi mệt lử ra rồi mà nghỉ ngơi thôi, chứ làm gì có ai có thời gian mà như Lê Sà. Lê Sà không đi làm, chồng Lê Sà đi làm thì Lê Sà còn có thời gian lên đây ngồi tào lao, chứ nếu mà mình mà đi làm ấy thì cũng làm gì có thời gian mà lên đây mà ngồi đâu. Đúng không?
Cho nên là ở đâu cũng thế thôi, cuộc sống cũng thế thôi. Ở bên này đời sống nó cao thì mình phải đòi hỏi cao. Chứ ở Việt Nam thì nhiều người khổ nhưng mà cũng có cái sướng là cái đầu óc nó thoải mái hơn ở bên này nhiều lắm, các bạn nên nhớ như vậy. Chứ đừng tưởng là ở sống ở bên này nó là cái gì cũng sướng hết đâu. Ok. Đó, Liên Sa hôm nay nên ngồi nói chuyện vài câu thôi. Tại vì Liên Sa thấy nhiều nhiều người đàn bà cứ đi hay đi đánh ghen á, đánh ghen nám quái gì các bạn ơi. Mình lo cái thân mình thương mình đi. Cái trước mắt là làm một người đàn bà mình phải thương mình là cái trước mắt nhất. Mình phải thương mình phải lo cho mình trước đã thì mình mới có cái thứ nhất là có cái lợi gì. Mình thương mình á thì mình sẽ lo cho bản thân mình, sẽ giống như luôn luôn trải chuốt hay là sức khỏe khỏe mạnh. Có khỏe mạnh thì mới đẹp được, mà có đẹp được thì mới lo cho mình thì mình mới gọn gàng gàng được, đúng không? Thế cho nên lúc nào cũng phải là muốn có hạnh phúc mình phải thương lấy mình đã, rồi hẳn tính tới là thương chồng thương con cái gì đó. Lê xà là nghĩ như vậy đó, mình phải thương mình trước. Đừng còn cái thằng chồng nào nó mà muốn đi mấy gái hay là cái gì cho nó đi đi, cho nó đi đi mà lấy thằng khác. Tại sao phải thương mình, lo cho mình đẹp nữa để mà tìm được cái thằng khác? Đừng có, nếu mà cái thằng chồng nó mà đi mấy gái á thì á tìm thằng khác, đừng có lo. Cho nên là làm sao mà phải đi ra đánh nhau rồi khổ sở, chẳng may đi tù đi tội có phải khổ ra không các bạn?